Dẫu có những sai lầm, dẫu có những vấp ngã, nhưng cũng có những khoảnh khắc xuất thần gây chấn động cả châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để vũ điệu cuối cùng tại sân khấu Asian Cup 2023 là một lời chia tay đẹp với giải đấu. Lượt trận cuối bảng D, đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam, 18:30 ngày 24 tháng 1, trực tiếp trên kênh VTV5.